Hi, xin chào tất cả mọi người hôm nay là tối ngày mùng 18 tháng 2 năm 2022 tức là ngày 18 tháng riêng con thuyền lịch sử của chúng ta hôm nay tiếp tục trôi về thời kỳ nhà Trịnh dưới thời của vua Lê Trung Hưng trong số hôm nay chúng sẽ chia sẻ về vị chúa thứ 9 của nhà Trịnh đó chính là chúa Trịnh Sâm thì trong số trước thì đã chia sẻ về vị chúa thứ 8 của nhà Trịnh đó chính là chúa Trịnh Doanh Chúa Trịnh Doanh thì ông uh, chính là vị chúa thứ 8 của nhà Trịnh thời Lê Trung Hưng, trị vì 27 năm từ năm 1740 đến 1767. Ông là người có công đưa đất nước trở lại thời kỳ thịnh trị với chính sách cai trị khéo léo. ông hưởng 48 tuổi, truyền ngôi cho con là Trịnh Sâm. Thì trong số ngày hôm nay chúng sẽ chia sẻ về uh, vị chúa thứ 9, đó là chúa Trịnh Sâm. Ông sinh ngày 9 tháng 2 năm 1739 và mất ngày 13 tháng 9 năm 1782, thụy hiệu là Thánh Tổ Thịnh Vương là vị chúa thứ 9 của vương tộc Trịnh cầm quyền ở miền Bắc Đại Việt thời Lê Trung Hưng, cai trị từ năm 1767 đến khi qua đời. Ông quê ở gốc làng Sóc Sơn, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Từ nhỏ ông đã được ăn học tử tế và có được trí thông minh quyết đoán hơn người. Năm 1767 sau khi cha qua đời, Trịnh Sâm lên nối ngôi. Trong những năm đầu ca trị, ông chính thức hoàn thành công cuộc đánh dẹp các cuộc khởi nghĩa nông dân sửa sang nền chính trị và tiến hành lam trinh thu được đất thuận hóa bên trong tiếp tục hiếp chế vua lê giết chết thái tử duy vĩ đầu năm 1775 trịnh sâm ngày càng xa vào tiểu sắc chính trị suy bại cuộc sống của người dân trở nên cơ cực ông sủng ái tuyên phi đặng thị huệ và quận huy hoàng đình bảo đến năm 1780 thế tử trịnh tông nổi loạn nên bị phế chuất, con tuyên phi là trịnh cán mới 4 tuổi được lập làm thế tử Trịnh Sâm sau đó cũng mắc bệnh và qua đời vào năm 1782, Trịnh Cán nên nối ngôi, họ Trịnh ngày càng lún sâu vào con đường suy sụp. Nhìn chung, cuộc đời của Trịnh Sâm có nét rất giống với Nguyễn Phúc Khoát, Chúa Nguyễn cùng thời với ông, cả hai khi còn trẻ đều có tài nhưng về già thì ngày càng xa vào tử sắc, bỏ bê triều chính khiến quyền thần làm loạn. Sau khi mất thì đời Chúa kế tiếp cũng đều là trẻ nhỏ, còn non dại, kết quả là cơ nghiệp của họ Trịnh Nguyễn đều sụp đổ ở đời Chúa kế tiếp hai người này. Trịnh Sâm sinh vào ngày 9 tháng 2 năm 1739 dưới thời vua Lê Ý Tông. Khi đó, cha ông là Trịnh Doanh còn chưa nên ngôi chúa, nhưng đã được Trịnh Giang phong làm thái úy, tiết chế quân thủy, quân bộ các xứ. Sau cuộc đảo chính năm 1740, Trịnh Doanh nên ngôi thay anh. Trịnh Doanh tỏ ra cẩn trọng việc nuôi dạy con, bổ dụng hai tiến sĩ là Dương Công Chú và Nguyễn Hoàn làm tư giảng cho Trịnh Sâm. Cuối năm 1753, theo đề nghị của quần thần, trịnh doanh chính thức sách lập trịnh sâm làm thế tử, bổ dụng tham tụng Nguyễn Công Thái giữ chức sư phó để dạy trịnh sâm. Đến năm 1758, trịnh sâm được phong làm tiết chế thủy bộ chư quân, chức thái úy, tĩnh quốc công, mở phủ lượng quốc, quyết định công việc của nhà nước. Tư giả Nguyễn Hoàn dâng 10 bài châm gồm bụng nghĩ phải ngay thẳng, học phải rộng khắp, tề chỉnh việc chính trị trong nước, phòng ngừa việc đối với người thân cận thống nhất căn bản chính sự cần việc sai phái cất nhắc mở rộng việc thu nhận những người những lời khuyên can giữ phép tắc đã có sẵn hiệu lệnh phải cho tin thực việc nào đáng rộng rãi hay đáng nghiêm ngặt nên suy xét kỹ Trịnh Sâm đều tiếp nhận đầu năm 1767 Trịnh Doanh mất Trịnh Sâm lên ngôi chúa bấy giờ đã 28 tuổi tự xưng là nguyên soái tổng quốc chính tĩnh đô vương lại phong mẹ đẻ là Hoa Dung Nguyễn Thị làm thái phi Dẹp loạn Hoàng Công Chất và Lê Duy Mật. Phong trào khởi nghĩa nông dân nổ ra từ những năm 1730 đến khi bị dập tắt gần hết, chỉ còn hai thế lực của Hoàng Công Chất ở Lai Châu và Lê Duy Mật ở Nghệ An. Trịnh Sâm cũng có kế hoạch diệt trừ tận gốc. Mùa hạ năm đó, Lê Duy Mật biết tin Trịnh Doanh mất, liền dẫn lực lượng ra Bắc tràn xuống địa phận huyện Hương Sơn, Thanh Trương Trịnh Sâm sai Nguyễn Nghiễm cùng Bùi Thế Đạt đem quân đi đánh. Duy Mật rút quân chạy, Trịnh Sâm dụ hỏi Thế Đạt về À, tình thế đóng quân của Duy Mật và kế hoạch tiến uh, quân tải nương, sau đó chúa ra lệnh bắt lấy thuyền đi biển của Thanh và Nghệ, dự tải thóc uh, công chứa ở kho Vĩnh Doanh và Sa Nam để phòng bị cấp phát cho quân. Một mặt sai thêm Lê Đình Châu đem 5.000 quân đi theo, lại lấy cớ xứ Thanh Hoa gần liền phủ Trấn Ninh, bèn hạ lệnh cho nưu thủ Nguyễn Đình Diễn chia quân, đóng đồn ngự, chặn giữ nơi sung yếu. Mùa đông năm 1767, Hoàng Công Chất đem quân xâm phạm Hưng Hóa và thanh hoa triều đình sai bọn uh, trịnh phương nguyễn trọng điển nguyễn đình diễn ra đón đánh công chất phải bỏ chạy đến năm 1768 các tướng hoàng phùng cơ của sơn tây phạm ngô cầu ở hải dương hội họp các quân đạo để tiến đánh thanh châu mùa thu năm 1769 sai bùi thế đạt nguyễn phan uh, đi đánh lê duy mật ở trấn ninh đầu năm 1770 hoàng ngũ phúc dùng mưu dụ dỗ lại thế thiều con rể lê duy mật sai mụ ta viết thư dụ dỗ thế thiều để làm nội ứng thế thiều bèn khuyên đồ đảng là lê văn bản mở cửa thành ngoài cho quân tiến vào lê duy mật cùng gia đình uh, uh, gia quyến tự thiêu mà chết thất bại này cũng là chấm dứt phong trào nông dân khởi nghĩa hơn 30 năm ở bắc hà Năm 1774, Trịnh Sâm ra lệnh cho Nguyễn Đình Huấn châm trước định thể nệ cấp tiền thóc cho các quân trong kinh, ngoài trấn, chiếu theo gạch nính và số đinh bớt chỗ nhiều thêm cho chỗ ít, châm trước cân nhắc san sẻ lại cốt làm cho được quân bình, nhưng cũng không thể nào thay đổi hết à, tệ cũ. Trịnh Sâm là người cứng rắn, thông minh, quyết đoán, phần nhiều công việc đều đổi mới không theo nếp cũ. Ngay sau khi lên ngôi, ông định rõ thể nệ kiện tụng về việc người đưa sự kêu xin xét lại cho phép người nào thấy bản án xử lý không đúng có thể xử lại nếu xét lại vẫn còn chưa tỏ được lý né thì cho phép người đương sự đánh mõ tàu bày đến mùa thu cùng năm vì trời đã nâu không mưa trịnh sâm theo lời khuyên của nguyễn bá nân bổ dụng hai đại thần lê quý đôn làm thị thư phan cẩn làm cấp sự chung đến tháng 9 âm lịch ông lại định thể lệ khám đê điều quy định đường đê cửa cống theo định kỳ hàng năm báo lên cấp trên dần đến chiều rồi sau đó khởi công các công trình. Mùa thu năm 1767, em trai Trịnh Sâm là Trịnh Lệ, mật mưu với bọn Phan Huy Cơ, Dương Trọng Khiêm, Nguyễn Huy Bá làm phản. Nhưng bọn Trọng Khiêm lại sợ rằng việc không thành bèn tố cáo với nội giám Phạm Huy Đính. Huy Đính đem báo cáo với Sâm, Sâm giết Huy Cơ và bắt giam Trịnh Lệ. Dương Trọng Khiêm trước bị bại chức, nay có công nên trả lại chức cũ và được thăng hai bậc. Huy bá được thăng năm bậc. Thiêm đô ngự sử Nguyễn Đoàn Nguyễn Thục dâng sớ nói trọng khiêm huy bá không đáng lĩnh công. Trịnh Sâm khen và nhận lời tờ khải của Nguyễn Thục bèn hạ lệnh tước bỏ cấp bậc đã trọng khiêm. Trọng khiêm được thăng chỉ còn được khôi phục chức cũ thưởng cho Nguyễn Thục 30 nặng bạc. Sau sự kiện ở Thuận Hóa, Chúa Trịnh đã giành uh, khỏi tay Chúa Nguyễn một vùng đất rộng lớn, nhưng kể từ đó chính quyền Lê Trịnh tiếp tục lún sâu vào nục độc suy yếu. Chúa Trịnh sâm ngày một sa đọa bỏ bê việc nước, gian thần Hoàng Đình Bảo thừa cơ nộng hành cùng với tuyên phi Đặng Thị Huệ, mưu phế bỏ ngôi thế tử. Mùa thu năm 1776, trong nước gặp cảnh hạn hán bất mùa, dân bị đói, giá gạo cao, mà ruộng chiêm thì khô nẻ, công việc làm ruộng không được thuận lợi, người sang trọng, phải nhòm từng cửa để xin làm thuê hoặc vay mượn mà không đắt à, họ hợp nhau ăn cắp ăn trộm ăn cướp nhân dân không được yên nghiệp làm ăn tháng 8 âm lịch năm đó Trịnh Sâm triệu Bùi Thế Đạt về triều cử quận tạo Phạm Ngô Cầu lên thay để Nguyễn Mộ Dần, Nguyễn Lệnh Tân ở lại giúp việc đổi sai binh đính 10 doanh cơ đội đến uh, thú thủ tháng 10 âm lịch hạn lệnh nếu ai có tờ uh, niên phong tô bày việc mất viên quan có trách nhiệm phải lập tức đề đạt theo như thể lệ cũ nếu người nào chậm trễ sẽ có tội. Đầu năm 1777, Chúa hạ lệnh cho Lê Quý Đôn xét định ngạch tô thuế của binh và dân ở Thuận Hóa. Lúc đó, vua Thái Đức Nguyễn Nhạc sai bộ thuộc xin với Trịnh Sâm để được chấn thủ Quảng Nam. Lúc ấy Trịnh Sâm ngại về việc dụng binh chuẩn y cho Vua Tây Sơn bèn sắm sửa binh khí, tích trữ lương thực, uh, chặn nấp nơi hiểm yếu, phòng giữ nơi quan ải, tiến dần nên thế thịnh vượng hùng cường. Nguyễn Lệnh Tân muốn trừ Nguyễn Nhạc nhưng Phạm Ngô Cầu không cho, Lệnh Tân bèn dâng biểu xin bãi Ngô Cầu nhưng Trịnh Sâm không nghe và chịu Lệnh Tân về. Mùa hạ cùng năm Nghệ An bị đói to, thay chết đói nối liền với nhau ti hiến sát đem tình trạng ấy tâu bày triều đình vẹn hạ lệnh đem thóc trong kho chia ra phát trận. lúc đó cháu hoàng ngũ phúc là hoàng đình bảo giữ chức quyền phục sự thay ngũ phúc quản lĩnh binh lính bản bộ đến nay vì nghệ an hàng năm bị đói giặc cướp có nơi hô hào tụ hợp tây sơn lại thường quấy nhiễu trịnh sâm bèn hạ lệnh cho đình bảo thay hoàng đình thế làm trấn thủ và bùi huy bích giúp việc mà sai đình thể đốc xuất binh lính năm cơ đội đóng ở bố chính để Uh, thanh thế viện trợ cho Phạm Ngô Cầu. Khi đó Trịnh Sâm trở nên kiêu căng tự mãn, có ý cướp ngôi nhà nê, nhân gặp kỳ tuế, cống, Sâm làm tờ biểu tâu mật với uh, nhà Thanh nói, nhà nê không có người con cháu nào hiện tại, xin cho họ Trịnh được làm vương thay họ lê. Rồi căn dặn Vũ Thần Thiệu đem việc ấy vào tâu với vua nhà Thanh, lại sai nội giám, không rõ họ tên cùng đi để dâng của đút nót cho quan lại nhà Thanh để họ nói giúp về việc xin phong tước. Khi đi đến hồ Động Đình, Trần Thiệu giả vờ có bệnh, đang đêm đem tờ biểu đốt trước mặt sứ bộ rồi tự tử. Đoàn sứ giả trở về dâng lên bức di thư của Vũ Trần Thiệu, trong đó lấy gương nhà mạc bị diệt tộc do cướp ngôi nhà nê để khuyên răn trịnh sâm bèn thôi ý đồ cướp ngôi nhà nê. Đến đầu năm 1778, có giặc cướp ở Nghệ An nổi dậy Hoàng Đình Bảo lập bắt lập mưu bắt được đồ đảng của giặc còn sót lại bị ta tác vì thế trịnh sâm phong cho đình bảo làm huy quận công mùa hạ cùng năm vì cớ hạn hán trịnh sâm cầu nói cầu lời nói thẳng lê thế toại dâng sớ kể tội bọn lê quý đôn và nguyễn lệ xin nghiêm khắc trừng trị để yên dân chúa không theo lúc đó mất mùa hạn hán liên tục triều đình mở kho phát trần, quan các chấn tìm cách ngó lơ mệnh lệnh chỉ có hoàng đình bảo thực hiện nghiêm túc Tháng 7 âm lịch nhân dân vùng Đông Nam vì mất mùa đói khát mà nổi dậy chấn thủ Sơn Nam Ngô Đình Hoành bị thua trận uh, giặc nhân thế thắng kéo đến xã Thuận Vi. Trịnh Sâm cử nội gián, thân Xuân Thự đi đánh nhưng cũng không được gì. Lúc ấy trong quân nổi dậy có nhiều người là thuộc tướng của quân quận Việp. Chúng cho rằng quận Huy tất có mưu toan làm việc gì trái phép bèn sai người nén nút tới nơi suy tôn làm minh chủ đình bảo biết thư viết thư trả lời chúng rồi liền đem thư của Giặc kèm theo thư của mình làm tờ khải trình bày đủ điều với đủ điều về chiều. Trịnh sâm cho là người trung thành, bèn bổ Đình Bảo làm thống lãnh, đem châu xuất quân tiến ra càn quét. Giặc tin Đình Bảo kéo quân đều tự chạy, nên quý đôn lại sai người chiêu dụ mọi người đều đầu hàng. Mùa thu năm 1779 thổ tù hoàng văn đồng lại làm phản triều đình sai nguyễn nệ và nguyễn phan đi đánh dẹp được bấy giờ công tử cả là trịnh tông công tử cả là trịnh tông con bà dương thị không được chúa yêu phải đến ở nhà riêng của anh bảo hân quận công nguyễn phương đĩnh có lệnh mới được vào phủ bấy giờ đặng tuyên phi được sủng ái lại có viện trợ từ hoàng đình bảo nuôi ý lập con mình là trịnh cán làm kế tự vào năm 1780 Chúa mắc bệnh chỉ không ra ngoài, Tông cảm thấy bất an à, bởi khi đó nhiều lần Tông bị cấm vào ý kiến, bèn bàn mưu với gia thần, đàm xuân thụ và bọn đầy tớ uh, nhỏ là thế và thẩm bí mật. À, chứa sẵn binh khí chiêu mộ dũng sĩ dự định khi trịnh sâm mất thì đóng cửa thành lại, giết đình bảo, bắt giam tuyên phi rồi báo cho quan hai chấn Tây Bắc và hộ vệ lại vay ngầm của nội thị Chu Xuân Hán 1.000 lạng bạc để nuôi dũng sĩ và sắm khi giới. Việc này bị Đặng Thị Huệ phát giác và tố cáo với Chúa, Chúa giận lắm, cho Triệu Đình Bảo vào phủ bảo về việc này, muốn trị tội ngay, Đình Bảo xin trước hết là Triệu, Nguyễn Nệ và Nguyễn Khắc Tuân trở về để phòng biến cố khác, Trịnh Trâm lại cho là phải, bèn Triệu hai người đó rồi lại giam cùng với Nguyễn Phương Đĩnh, rồi sai nê quý đôn tra hỏi bọn xuân thụ thế và thẩm nhận hết tội nối xâm bèn trút khỏi xuống làm con út ra ở nội phủ bọn xuân thụ đều bị giết trịnh tông bị phế bị giam lỏng lúc ấy có viên chi châu cũ là nê vĩ dâng thư biện bạch cho tông là bị tội oan nhưng không được xâm uh, xét đoán mùa đông năm 1780 người thổ nhà Thanh chiếm đất Sáu Châu ở phủ An Tây từ đó suốt đời nê không còn khôi phục lại được mùa đông năm 1781 nhân Trịnh cán con tuyên phi đỡ bệnh bởi tôi xin lập cá làm thế tử thái phi cố sức can ngăn nhưng chúa không uh, theo nói tên cán và tên tông đối với mẹ là cháu chưa bằng đối với tôi là con xưa nay người xưa nói biết uh, con không ai bằng cha, tôi cũng chưa đến nỗi mê mệt và lại. Triều đình bàn bạc chung chứ cũng chẳng phải là tôi yêu quý con nhỏ mới bày ra việc này. Mẹ há chẳng biết rõ rồi hay sao, nếu không sớm định người kế tự, thì nũ tiểu nhân giòm non, không biết tai họa đến lúc nào, việc lớn nhà nước chỉ cốt phó thác việc người xứng đáng. Đã coi tôn xã làm trọng thì dẫu con đẻ ra cũng không được tư túi, lẽ nào tôi lại tư túi với con nhỏ nếu bệnh của cán không vẫn không khỏi thì thà rằng nập cuộn côn để trả lại cơ nghiệp cho ngành cả của nhà bác chứ không đành nòng phó thác cho đứa con bất thiếu làm hỏng cơ nghiệp của tổ tiên rồi nập trịnh cán làm thế tử dùng cuộn huy nuôi dạy lúc đó chúa mắc bệnh trị không ra ngoài quyền hành đều do tuân phi và đình bảo thao túng bấy giờ chúa bệnh cũ tái phát rất sợ nắng gió thường ở trong cung sâu kín ban ngày cũng phải đốt nến nếu không phải ngày đại chiều cũng không bao giờ ra ngoài. Năm đó, Trịnh Sâm được 44 tuổi làm chúa 15 năm, Trịnh Sâm an táng ở xã Quý Nọc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Trong bộ lịch triều hiến chương loại trí phần văn tịch chí sử gia Phan Huy Chú nhận định về thịnh vương Trịnh Sâm, Chúa cho phép tắc các chiều, trước là nhỏ hẹp nên việc chính thường tự quyết đoán phần nhiều, không theo nệ cũ, cầm giữ chính quyền cân nhắc nhân tài, văn trị sửa sang ở trong, vũ công chống trọi ở ngoài, bình định được giặc hưng hóa, diệt được giặc Trấn ninh, thu lại nam hà, chính giáo đừng đẩy khắp nơi, bốn cõi yên ổn, công danh rực rỡ hơn các đời trước, chỉ phải cái nấn bức, nhà vua quá đáng, đáng thẹn với các chúa, trước về việc tôn phò và nại bên trong quá yêu tỷ thiếp, bỏ con lớn dựng con bé đến nỗi họa sinh ở trong nhà. Thì ở trong số ngày nay chúng đã chia sẻ về vị chúa thứ 9 của nhà Trịnh đó chính là chúa Trịnh Sâm. Ông cũng là một người thông minh và quyết đoán trong thời gian đầu ông cai trị cũng đã có những cái chính sách làm cho Đại Việt ở phía Bắc được hưng thịnh. Tuy nhiên vào cuối đời ông xa vào tiểu sắc cũng như là tin dùng uh, ờ, thiếp của mình đó là tuyên phi đặng thị huệ cũng như là quận huy hoàng đình bảo chính vì vậy mà đã thế truất thế tử trịnh tông và lập con của tuyên phi đặng thị huệ đó chính là trịnh cán Nên ngôi và làm cho triều đình uh, rối loạn và bắt đầu cho sự suy vong của nhà trịnh thì trong số hôm nay uh, đã chia sẻ về vị chúa thứ 9 của nhà trịnh thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình nhé